Mèo con ở nhà ngoan, mày đi tìm cá về cho mèo con ăn nha. Dạ. Mèo con ở nhà là nhớ đóng cửa lại, không thôi chó sói sẽ ăn thịt con đấy. Khi mẹ về, làm sao con biết mở cửa? Rồi. Mèo con ngoan quá, khi nào mẹ về mẹ sẽ nói. Mèo con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà. Cốc. Mèo con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà. Mẹ đấy ư? Sao? Sao hôm nay tiếng mẹ đi khác vậy? Do mẹ ra gió bị khàn giọng. Thì mẹ đưa tới con. Mèo coi con. Mẹ dẫm phải gai nên bị sưng không đưa được. Vậy con mở cửa cho mẹ đây. Thôi anh sói ơi, anh rồi. Kéo mẹ tôi về để... Anh đi đi. Mẹ tôi về. Cắn con một cái. Ăn đen thế kia. Ai còn dạ đi nữa. Bạn hai mập rồi. Mèo con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà. Tai nọ thế kia. Cạn giống cây mẹ. Ăn sói luôn á. Đi ngay để mẹ tôi về. Cắn cắn cao một cái. Mèo con ngoan ngoãn, mẹ đã về rồi, mau mở cửa ra. Mẹ đi, con thói đến ăn thịt con.